Đây đấy. Đấy nha kìa. Chiếc cái máy để tôn này, đích tôn này. Đường kính lưỡi là 255 này. Điện này là 5.000 vòng trên phút không tải này. 1.800W này. Điện thế là 220 này. Model DK255 này. Của là Made in China này. Này cũng dây dọ rất là tráng này. Chưa có thể nói chung về ngoại quan sản phẩm này. Cắt ra này. Kèm theo một lưỡi cắt nhôm. Đấy. Rồi, để đấy.